Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Video này mình chia sẻ với các bạn cách sử dụng một số chế phẩm từ sữa cho bé. Chế phẩm đầu tiên là sữa chua. Đây là một cái sản phẩm phổ biến và tương đối dễ sử dụng. Đặc điểm của sữa chua thứ nhất là chứa nhiều canxi và khoáng chất. Đặc điểm thứ hai đó là chất béo và chất đạm ở trong sữa chua đã được tiêu hóa một phần rồi, nên vào trong đường tiêu hóa của em bé hấp thụ nhanh và tốt hơn. Đặc điểm thứ ba đó là đường lactose ở trong sữa chua cũng được tiêu hóa một phần rồi, nên em bé khi sử dụng sữa chua nó không có cái tình trạng dư thừa lượng đường, không gây ra tình trạng tiêu chảy. Đặc điểm thứ tư đó là trong sữa chua có nhiều vi khuẩn có ích cho đường tiêu hóa. Cách sử dụng sữa chua như thế nào? Thứ nhất, về độ tuổi. Khi con của bạn đủ 8 tháng tuổi, bước sang tháng thứ 9, thì chúng ta bắt đầu có thể sử dụng sữa chua cho con. Về lượng sử dụng, từ 8 tháng đến 12 tháng tuổi, thì em bé có thể sử dụng 5 mg trên một ngày. Từ 12 đến 24 tháng tuổi, em bé có thể sử dụng 8 mg trên một ngày. Từ 24 tháng tuổi trở lên, em bé có thể sử dụng 100 g sữa chua trên một ngày. Sản phẩm sữa chua hiện nay thì đóng gói bao bì thường là dạng 100 g trên một hộp. Nên các bạn phải cân nhắc cái lượng cho con ăn theo cái độ tuổi. Còn dư thì chúng ta chuyển cho người khác ăn, chứ không cố cho em bé ăn. Không phải là ăn càng nhiều thì càng tốt, phải ăn cái lượng vừa phải phù hợp với hệ tiêu hóa của con. Những lưu ý khi sử dụng để đạt được cái hiệu quả cao nhất từ sữa chua. Bạn nhớ là cái sữa chua hộp nó sẽ nhiều dinh dưỡng hơn so với sữa chua nước, và sữa chua công nghiệp nó cũng nhiều dinh dưỡng hơn so với sữa chua mà bạn tự làm. Thứ hai đó là khi ăn sữa chua thì chúng ta không cho em bé ăn lúc đói, vì axit dịch vị dạ dày nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn có ích ở trong sữa chua. Lưu ý thứ ba đó là cái thời điểm ăn sữa chua thích hợp nhất là sau bữa ăn từ 30 đến 1 tiếng đồng hồ. Và lý tưởng nhất là các bạn cho em bé ăn vào sau bữa tối. Lưu ý thứ tư đó là không cần hâm nóng sữa chua, hay là chính xác hơn là không được. Nếu bạn sợ cho em bé bị viêm họng vì cái độ lạnh của sữa chua thì bạn có thể bỏ sữa chua ra ngoài, cái môi trường bên ngoài thôi, từ 10 đến 15 phút để bạn cho con ăn. Và thậm chí vào mùa nóng thì không cần, bởi vì cái lạnh của sữa chua này không phải là cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng viêm họng. Bạn hâm nóng sữa chua lên, nó có thể làm chết các cái vi khuẩn có ích và nó có thể biến đổi một số cái vi chất, một số chất ở trong sữa chua. Lưu ý tiếp theo đó là bạn không sử dụng chung sữa chua với thuốc. Và lưu ý cuối cùng đó là vì cái vi khuẩn ở trong sữa chua này nó phá hủy men răng rất mạnh, nên sau khi em bé ăn sữa chua xong, bạn phải cho con súc miệng thật sạch hoặc là đánh răng kỹ rồi mới đi ngủ để không làm hỏng cái men răng của con. Rồi tiếp theo cái chế phẩm mà mình nhắc tới đó là phô mai. Gần đây thì phô mai ngày càng phổ biến và nhiều phụ huynh là ưa thích dùng cái phô mai trong cái thực đơn hàng ngày của con. Đặc điểm của phô mai, đặc điểm nổi bật nhất của phô mai đó là nó chứa cái lượng canxi rất lớn và cái lượng chất đạm cũng rất lớn nữa. Đạm thì nó chứa đến 25%, nó còn nhiều hơn cả trong thịt và cá. Đặc điểm của nó là cái đạm này rất dễ tiêu hóa nữa. Thứ hai đó là canxi. Cùng một cái lượng khối lượng như nhau thì phô mai nó chứa cái lượng canxi gấp 6 lần so với lại sữa. Ví dụ như là một miếng phô mai 20 g thì nó tương đương với cái lượng canxi mà bạn thu được, nó sẽ tương đương với lại 120 ml sữa. Vì vậy nên là nó thích hợp cho một số em bé mà khó uống sữa hay là không chịu uống sữa, dùng nó để bổ sung canxi cho con. Đặc điểm tiếp theo của phô mai là nó dễ chế biến và trong cái quá trình chế biến nó ít bị hao hụt chất. Rồi một cái đặc điểm rất nổi bật nữa của phô mai đó là nó không chứa đường, không không chứa cái đường lactose rồi. Ví dụ như những cái em bé mà có tình trạng bất dung nạp đường lactose trong sữa, không uống được sữa, thì mẹ có thể dùng cái phô mai này
để cho em bé sử dụng cung cấp đạm và canxi cho con để tránh cái tình trạng thiếu canxi. Cách sử dụng phô mai như thế nào? Về độ tuổi thì cũng là khi em bé của bạn được 8 tháng, tức là chúng ta có thể ăn trước cái thời điểm ăn sữa chua 1 tháng. 7 tháng sang tháng thứ 8 là chúng ta có thể bắt đầu sử dụng phô mai cho con. Về cái lượng thì em bé từ 8 tháng đến 12 tháng tuổi thì khoảng 14 gram một lần. Còn em bé trên 12 tháng tuổi thì chúng ta có thể sử dụng từ 14 đến 17 gram một lần. Thì bây giờ sẽ tùy theo cái miếng phô mai. Thông thường nhà sản xuất sẽ đóng gói cái miếng phô mai trong cái khoảng từ 15 gram hoặc là 20 gram. Thì các bạn sẽ phải dựa vào cái đóng gói này để bạn chia ra cho em bé ăn. Cũng nhớ cái nguyên tắc đó là không 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 ăn cố nhiều hơn so với cái lượng theo độ tuổi của con. Càng nhiều không có nghĩa là không càng nhiều không nghĩa là càng tốt, phải phù hợp với độ tuổi của con thì mới được. Những cái chú ý khi sử dụng để sử dụng phô mai hiệu quả nhất cho con. Thứ nhất đó là phô mai thì nên ăn vào lúc đói và ăn vào cái bữa phụ. Nó chứa nhiều đạm và chứa nhiều cả chất béo. Và ăn vào những cái bữa phụ này thì nó cung cấp tốt, cung cấp nhiều năng lượng cho con. Bạn sẽ không cho em bé ăn phô mai trước bữa chính vì sẽ gây no bụng và em bé không muốn ăn tiếp nữa. Rồi không ăn phô mai trước khi đi ngủ vì nó cũng gây ấm ách cái đường tiêu hóa và làm cho em bé khó chịu hơn. Như vậy là phô mai thích hợp là ăn vào những cái bữa phụ, và lý tưởng nhất là bữa phụ buổi sáng. Nếu muộn hơn thì là bữa phụ buổi chiều. Bạn sẽ không cho ăn vào chiều tối muộn vì con sẽ không tiêu hóa hết được. Khi sử dụng phô mai để chế biến thì bạn có thể cho ăn trực tiếp hoặc là cho vào trong cháo của con. Nhưng vì nó chứa một cái lượng đạm và chất béo rất nhiều nên bạn phải giảm, phải cân đối, phải giảm cái lượng đạm và dầu mỡ ở trong cháo của con đi để tránh dư thừa nhiều chất béo quá cũng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của con. Nó có một số chú ý trong cái việc kết hợp và chế biến phô mai. Không chế biến phô mai với cua và lươn, rồi rau chân vịt hay là rau mồng tơi, rau dền thì sẽ gây ra những cái chất tạo cái phản ứng trong đường tiêu hóa làm em bé bị tiêu chảy. Phô mai thích hợp chế biến với khoai tây này, cà rốt này, với thịt bò, thịt gà và với tôm. Rồi chế phẩm tiếp theo mà chúng ta cho con ăn đó là váng sữa. Thì cái đặc điểm nổi bật nhất của váng sữa này đó là nó chứa nhiều chất béo, nó không chứa nhiều canxi hay đạm và các cái vi chất, nó chứa nhiều nhất là chất béo. Khi chúng ta sử dụng váng sữa thì nhằm mục đích là cung cấp thêm năng lượng cho em bé để tạo nhiều cái năng lượng, con nó sẽ đỡ đói bụng hơn thôi. Sử dụng váng sữa như thế nào? Thì độ tuổi, đó là khi em bé của bạn tròn 10 tháng tuổi rồi, sang tháng thứ 11, 12 là chúng ta mới bắt đầu sử dụng. Lưu ý đầu tiên đấy, với cái váng sữa này chúng ta không sử dụng sớm cho con, bởi vì nó nhiều chất béo, em bé của bạn mà ăn sớm thì hay gây ra đầy bụng và tiêu chảy. Về cái lượng thì khi bắt đầu ăn thì chúng ta cho ăn một nửa cái hộp váng sữa. Bây giờ váng sữa đóng gói là 45 đến 55 gram, chúng ta ăn nửa hộp thôi. Khi em bé ăn tốt hơn tầm một vài tháng tiếp theo, tức là đủ 1 tuổi rồi, thì các bạn có thể cho em bé ăn một cái hộp váng sữa là khoảng 50 gram đấy trên một bữa ăn của bé. Lưu ý khi sử dụng váng sữa đó là vì nó chứa nhiều chất béo nên nó khó tiêu hóa, nên các bạn sẽ sử dụng vào ban ngày, vào cái nửa ngày buổi sáng cho em bé, rồi sử dụng vào các cái bữa phụ hay để cung cấp năng lượng cho bữa phụ, không sử dụng gần với bữa chính sẽ làm em bé no và không ăn bữa chính. Thứ hai đó là nó nhiều năng lượng nên những em bé dư cân hay béo phì chúng ta sẽ không sử dụng sản phẩm này. Thứ ba là những em bé hay có cái vấn đề về đường tiêu hóa, hay bị viêm hay bị nhiễm trùng đường tiêu hóa hay bị rối loạn đường tiêu hóa thì chúng ta cũng hạn chế hoặc không sử dụng cái sản phẩm từ váng sữa này. Như vậy các bạn thấy đó là ba cái chế phẩm phổ biến từ sữa là sữa chua, là váng sữa, là phô mai.
đều có những cái đặc điểm tốt cho cái sức khỏe của con, nhưng các bạn phải có sự chú ý trong cái vấn đề sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng nguyên tắc là 2 trên 3, tức là một ngày các bạn chỉ ăn nhiều nhất là 2 trên 3 cái loại chế phẩm từ từ sữa này thôi, chứ các bạn không ăn cùng lúc. Để chúng ta duy trì đó là phô mai thì một tuần ăn từ 3 đến 4 lần, váng sữa cũng ăn từ 3 đến 4 lần. Có cái sản phẩm sữa chua là chúng ta có thể ăn nhiều hơn, hoặc là ngày nào cũng cho em bé ăn. Thế các bạn phải kết hợp với vợ, chứ không phải là càng nhiều thì càng tốt mà chúng ta cho em bé ăn nhiều quá. Nhưng tuy nhiên các bạn còn nhớ thêm một thứ nữa, đó là nó là những cái chế phẩm từ sữa này chúng ta tính là thức ăn bổ sung, nó không thay thế cho sữa của con, nó không thay thế cho sữa mẹ, nó cũng không thay thế cho sữa công thức nếu em bé của bạn sử dụng sữa công thức thay cho sữa mẹ. Các bạn vẫn phải tính toán đủ lượng sữa cho con theo độ tuổi, và chúng ta sử dụng các cái chế phẩm từ sữa này là thực phẩm bổ sung thêm nhằm đưa vào các cái bữa phụ và cung cấp năng lượng thêm cho con thôi. Như vậy thì nó mới hợp lý và nó không 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 bỏ lỡ những cái vi chất, những cái chất quan trọng khác có trong cái thành phần sữa để cung cấp trong cái thực đơn hàng ngày cho con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.